Mới đây, Yamaha đã công bố thêm nhiều mẫu xe máy đường phố năm 2025 cho thị trường Mỹ, một trong số những mẫu xe máy nây căn khách nhất của hãng, nằm trong danh sách nâng cấp lần này đó chính là MT-03 thế hệ mới. Theo đó, Yamaha MT-03 2025 vừa ra mắt có mức giá đề xuất bán lẻ là 116 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ có mặt tại các đại lý vào tháng 3 năm 2025, với 3 tùy chọn màu bao gồm team Yamaha Blue, Marcel Black và Ice Storm. Ở phiên bản nâng cấp, Kiểu dáng đã của Yamaha MT-03 đã được cập nhật với thiết kế đuôi xe và đèn hậu mới, trong khi yên xe đã được thiết kế mỏng lại, từ đó mang lại chiều cao yên thấp giúp người dùng dễ dàng chống chân hơn. Nâng cấp đáng chú ý tiếp theo trên MT-03 2025, đó là cụm đồng hồ LCD hoàn toàn mới, hiển thị thông tin từ điện thoại thông minh được kết nối. Đây là một tính năng mới. Ứng dụng E-Connect cho phép người dùng kết nối thông qua các hệ điều hành iOS hoặc Android, cho phép họ xem các cuộc gọi đến email hoặc thông báo tin nhắn trên bảng điều khiển. Ngoài ra, MT-03 mới còn có một ổ cắm USB nằm cạnh bảng điều khiển để cấp nguồn cho các thiết bị di động. Các trang bị hiện đại khác trên Yamaha MT-03-2025 vẫn bao gồm hệ thống đèn pha LED, phục trước KIB đảo ngược, giảm sóc sau monocross, phanh đĩa trước và sau an toàn hơn với công nghệ phanh ABS tiêu chuẩn, hệ thống ly hợp chống trượt. Về vận hành, Yamaha MT-03-2025 tiếp tục sử dụng động cơ DOHC, dung tích 321cc, 2 xi lanh, 4 thì, 4 van và được làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa xe đạt được ở mức 41,4 mã lực tại tua máy 10.750 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại đạt 30Nm tại 9.000 vòng trên phút.